Chào các bạn, hôm nay Pin Hà Nội sẽ cùng các bạn tìm hiểu một cái viên pin khá đặc biệt. Đây là viên pin lithium polymer được gia công theo yêu cầu về kích thước của cái người dùng. Như các bạn đã biết thì cái pin này có một đặc điểm đó là chúng ta có thể rất là dễ dàng để gia công theo các kích thước khác nhau. Như cái viên pin này thì là được yêu cầu gia công theo kích thước bề ngang là khoảng 20 mm, còn chiều cao là khoảng 22 mm, còn chiều dày thì là khoảng 3.2 hay 3 mm đấy. Đây là kích thước do người dùng người ta đặt nhé, và có thể dễ dàng chế tạo theo đúng ý của cái người dùng. Pin này thì có gắn sẵn cái mạch bảo vệ trong này để nó ra nguồn 3,7V. Thì tùy vào kích thước ấy thì cái viên pin này sẽ có dung lượng to nhỏ khác nhau. Như cái cell này thì các bạn sẽ dựa vào thể tích có thể tính ra được cái dung lượng viên pin. Đấy, thì cái này là cho chúng ta thấy rằng chúng ta có thể đặt được những cái kích thước phù hợp của chúng ta theo kích thước 3 chiều: chiều dày, chiều rộng và chiều dài của viên pin. Thì nếu mà các bạn quan tâm tới các viên pin lithium polymer có thể sạc lại được nhé, các bạn có thể truy cập trang web pinhanoi.com. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong các video tiếp theo.